Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần tập đoàn FLC, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Trịnh Văn Quyết nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ 5, đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2, điều 211, khoản 4, điều 174, khoản 3, điều 356 và khoản 2, điều 209 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính gần 724 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên công ty Farod, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống gần 3.103 tỷ đồng, vốn góp vào công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của công ty Faros trên sàn chứng khoán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, thời điểm bị khởi tố tạm giam, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán gần 392 triệu cổ phiếu, được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại công ty Faros thu được gần 4.900 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 3.700 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại các điều 356-209 Bộ Luật Hình sự năm 2015 theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can gồm 21 bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại khoản 2 điều 211 Bộ luật hình sự năm 2015. 31 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Bốn bị can thô sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Ba bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2, điều 209 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có 8 bị can bị khởi tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2 điều 211 và khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015